Vâng, xin kính chào anh chị. Hôm nay là em tiếp tục giới thiệu cái cây là mạc cánh sen, nhưng mà nguồn gốc là của Trung Quốc. Cái này thì nó cánh hoa rất là to, đẹp, lưỡi đỏ. Đấy, đây là tổng thể của cả một cành hoa. Thường thì cái cây này nó ít họa lắm và nó thuộc dòng cây lùn. Nói chung là những video thì em chủ yếu là em giới thiệu về bông hoa và cách nhận biết làm sao để anh chị đi mua cây nó không bị nhầm lẫn và mua cây nó được đúng cái cây mà anh chị xem. Ví dụ như anh chị xem của em trên này thì anh chị có thể xem là cái cây này là cái mạc cánh sen này nó cần những yếu tố gì, cần hình thức ra làm sao, mua thì làm sao để cho nó không bị nhầm. Mấy năm về đây là địa lan thì cũng không ít khi bị nhầm bởi vì thân lá nó cũng tương đối là có khả năng có thể nhận biết được với những cái cây mà nó màu sắc nó khác nhau, ví dụ như những cây mạc hoặc những cây xanh vàng hoặc những cây điểm thì thân lá nó tương đối khác nhau, nhưng mà còn nếu mà phân biệt những cây mạc với nhau thì sẽ khó, hoặc phân biệt những cây xanh vàng hoặc những cây điểm thì sẽ rất khó. Nên là em làm clip này chủ yếu là để anh chị nhìn và đi mua có thể nhận biết rằng tìm được một cây mạc cánh sen chuẩn mua về chơi hoa. Dòng mạc dòng địa lan này thì luôn luôn nở vào mùa 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 xuân, thường nở vào Tết Nguyên Đán ấy. Còn nó cũng có một số loại là nó sẽ nở vào những cái dịp như là hạ lan hay là thu lan hay là đông lan, nhưng mà những cái loại đấy thì những cái loại nở vào mùa không phải đúng Tết thì cái thị trường được ưa chuộng là thấp hơn. Đây như là vào mùa xuân thì là nở vào Tết, thì hôm nay là mùng 8 8 tháng Giêng nên là thì thường nó nở bông này khoảng được tầm một cây địa lan nở từ lúc nở đến lúc tàn thì rơi vào khoảng từ 10 ngày đến có thể là một tháng, tùy phụ thuộc vào là cây là nó cánh hoa nữa, phụ thuộc vào cánh hoa nó dày nó mỏng với cả thời tiết. Thời tiết thì như hôm nay thời tiết rất là đẹp, thời tiết nó hơi se se lạnh mà mưa phùn mưa xuân, nên là cái thời tiết đẹp như này thì cái cánh hoa nó sẽ giữ được độ bền rất là lâu. Còn thì thời tiết mà nắng nóng hoặc hanh khô thì gió thì nó cũng có thể là sẽ hanh khô, gió thì nó sẽ nhanh tàn hơn. Nhưng mà chơi địa lan thì thời tiết se se lạnh thì hoa nở thì nó sẽ đẹp hơn là thời tiết nóng. Thế nên là cái cây địa lan này nó chỉ ở vùng chủ yếu là vùng miền Bắc chơi được. Miền 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 Nam thì gần như là ít chơi và không chơi được. Miền Nam chủ yếu là chơi kiếm, địa lan kiếm. Đấy. Em phân tích cái cây địa lan này một chút, cái địa lan cánh sen, bông này là bông thứ ba. Đấy. Cấu kết một bông hoa thì đây. Đây là cấu kết một bông hoa. Cấu kết bông hoa thì có 5 cánh. 3 cánh đài chính và 2 cánh đài phụ. Đấy. Đấy, bông đấy hoặc bông này. Để em quay bông này ra. Đây là vẫn nuôi ở trong vườn. Nên là để nguyên tại chỗ. Quay dễ. Đây là bông thứ hai. Thường thì cái bông đầu tiên ấy thì nó sẽ không được đẹp bằng bông thứ hai, thường bông thứ hai trở lên là sẽ đẹp nhất. Bông thứ hai là đẹp trong bông thứ ba, thứ tư. Đấy. Để mà Việt Nam có cái cây cánh sen mặc cánh sen như thế này là không có. Không có cây nào cánh sen mà nó bầu ngắn như này. Việt Nam có cây nào như này đã gọi thành cánh mai rồi. Đấy. Cái này thì có một cái thân lá
đột biến, đó chính là thân lá biên, lá sọc trắng. Đây chính là bộ lá của nó. Bình thường chơi lá cũng đẹp rồi, bởi cái này lá nó lá nghệ thuật, lá trắng, lá nào cũng thế. Cây cây này gốc của Trung Quốc nên là lá nào nó cũng vậy. Còn nếu như với những cây Việt Nam mà lá nó sọc ấy thì cũng có thể là có lá, thường là nó không sọc đều, có chỗ thì nó sọc đậm, có chỗ nó sọc nhạt, có chỗ thì chả sọc luôn. Đấy, những cây này là lá biên trắng nhìn rất rõ, bản lá to khoảng 2,5 đến 3 cm. Và có những điểm to hơn, lá dài khoảng 30 đến 40 cm, thường như vậy. Thân cây cao khoảng 15 đến 20 cm, là có nghĩa là cái đỉnh lá đấy. Lá theo chiều cao từ dưới đất lên đấy, khoảng 20 cm, 15 đến 20 cm. Nhưng mà cánh sen này thì là nguồn gốc Trung Quốc. Đây mấy anh chị ngắm lại hoa cần một lần nữa. Nhưng mà cái sen này mặc cánh rất to, dạng cánh sen tay hoa ôm cần. Đây này, tay hoa là cái tay hoa là cái tay mà đỡ từ bông hoa lên này. Đấy. Tay hoa ôm cần, bông nào cũng như vậy luôn. Đây là do tự nhiên, có một số loại thì nó chỉ là nó không ôm cần như này, mà có một loại có một một số cây nó chỉ nó thẳng ra thôi chứ nó không ôm cần. Đây cây này, cây nào bông bông nào cũng thế. Cái này thì nó sẽ chia là nó chia hoa là rất là đẹp, từ dưới là thưa xong trên là mau dần, và chia hoa là kiểu dạng như là như thế này thì có thể gọi là tam diện. Bởi vì theo cái cây theo theo mọi người thường gọi ấy, thì ví dụ như bông đầu tiên này quay sang hướng kia này. Đấy, thì bông này quay hướng này. Đấy, bông kia quay hướng kia. Bông thứ nhất là quay ra đằng trước. Bông thứ hai quay trước mặt, bông thứ ba quay sang ngang, bông thứ tư đây chuẩn bị nở đấy. Thì như thế này là chia tam diện, chia tam diện thì là đẹp. Nó cũng là một loại rất là đẹp đấy, nhưng mà không có tứ diện được. Bông ở trên này thì nó nở nở như này thì chắc là tam diện rồi, chẳng phải tứ diện đấy. Nó phải chia tứ diện thì nó đẹp hơn, nhưng có thể là cây này là do là nó cần hoa ngắn nên nó không chia hoa được như vậy. Nhưng với cái cây mạc mà chơi một cây mạc với giá bình ổn là cây mạc cánh sen này thì nó vừa phải, giá thành vừa phải mà hoa rất đẹp, cánh bầu to mà lá nghệ thuật đấy. Nhưng mà có cái là nó em này là gốc là xuất xứ ở Trung Quốc nên là người Việt Nam mình thì là ít khi là thích chơi, nhưng thực sự nó là một cây rất đẹp, cánh bầu đài mở, hai cánh đài nhỏ mở, lưỡi đỏ, mũi vàng, màu sắc cân đối, lá nghệ thuật, lá trắng, lá nghệ thuật là một trong những cây là rất là đáng để sưu tầm chơi. Nhưng cái là cái cây này là nó nhiều quá đâu mà thành giá thành rẻ. Chứ còn nếu như Việt Nam mà có một cái cây mà cánh sen rừng như thế này thì giá thành nó sẽ cao gấp từ 5 đến 10 lần giá trị của hàng Trung Quốc. Trung Quốc thì nó cũng rất là đẹp, chơi sưu tầm thì như em không 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 quan trọng về là nguồn gốc đâu cả, cứ đẹp là mình mua, giá thành hợp lý là mình mua, chứ quan trọng gì nó cùng là cây, cùng là nguồn gốc thì nó cũng là từ rừng mà sinh ra thôi, thì phải có rừng thì mới có người ta nuôi, thì nuôi tốt thì là nó nhân ra nhiều. Đấy, là một cây rất là đẹp, màu sắc ánh đỏ cam rất là đẹp. Khi mà chơi địa lan thì nó có một cái hương thơm
vương giả nhất chi hương. Đấy là trên địa lan là nó vẫn là hương thơm, nó vẫn là đỉnh cao. Đấy. Đấy, hôm nay thì em giới thiệu cái cây mặc cánh sen nguồn gốc Trung Quốc. Thân lá em nói sơ qua lại một chút là thân lá là lá trắng, lá biên trắng, kiểu dạng lá nghệ thuật mà người chơi lan hay thường gọi. Đấy, hoa thì dạng cánh sen rất là đẹp. Đây là cận cảnh một bông, còn chia hoa thì đấy, ví dụ như cây này thì nó chỉ 6 bông đấy. Đấy, anh chị xem này để có thể là mình tìm hiểu, sưu tầm thêm. Cảm ơn anh chị đã xem video. Xin chào.